Tôi hỏi như thế này, cái khoản vay năm 2013 An Bảo đã trả tôi, thế thì cái giấy mà tôi bảo tôi viết để trả tiền là không có, tức là như thế là không cạnh tôi. Thế hai người đã làm công ty thì cũng biết là khi đã trả thì không làm được. Thế giờ hợp đồng tôi vẫn giữ. Thế và đồng thời đến năm 2016 tôi cho vay 500 triệu nhưng mà lại lấy cái thế chấp cái hợp đồng năm 2013 để làm cái thế chung. Thế chứng tỏ là cái năm 2013, cái hợp đồng năm 2013 là đương nhiên là vẫn có đáng có hiệu lực. Thế tôi hỏi câu thứ nhất, trả lời câu thứ nhất. Tôi được xét xử bị cáo là xin trả lời câu hỏi của bị hại của bộ thân. Hai vợ chồng bị cáo thành lập công ty, bị cáo và tôi có quan hệ với nhau. Qua nghề nghiệp, nhưng bị cáo khẳng định rằng số tiền 400 năm 2013 bị cáo đã trả không tới. Bởi vì tại sao bị cáo không phải hợp đồng? Vì ông tôi soạn thảo mỗi bên, mỗi bên lấy lại hợp đồng. Và bị cáo, đây là việc vay dân sự, bị cáo chỉ cần ông tới viết giấy nhận tiền là đủ để tiền vay thẻ của bị cáo. Là hợp đồng đấy hiệu lực thì bị cáo không thu lại hợp đồng tiền. Cũng như bị cáo đi vay tất cả các loại ngân hàng. Không có ngân hàng nào bị cáo trả tiền mà bị cáo lại xin lại hợp đồng. Khoản 2016 cũng thế, bị cáo đã trả tới. Và ông tới cũng đã viết giấy biên nhận tiền thì hợp đồng đấy đã hết hiệu lực. Nay ông tới bảo vợ chồng bị cáo chưa trả thì ông tới lấy gì để chứng minh vợ chồng bị cáo chưa trả? Vừa rồi tôi đã chứng minh rồi, năm 2013 là tôi cho vay, đến năm 2016 tôi cho vay tiếp 500 nhưng vẫn lấy cái thế chấp của năm 2013 để làm cái thế chấp chung cho cái hợp đồng năm 2016, chứng tỏ là cái hợp đồng năm 2013 là đúng hình. Như thế là có nghĩa cái hợp đồng năm 2013 là chưa trả thì mới làm cái thế chấp chung cho cái hợp đồng năm 2016. Thưa hội đồng xét xử, tất cả hai hợp đồng đều không giới biên soạn và không giới để chống phòng. Ông tới bảo thôi, nó là chỗ làm tin với nhau cho khoản vay thì ông tới đọc cho bị cáo biết theo, bị cáo đi vay thì biết cáo đã viết theo cho người cho vay, chứ bị cáo không tự mọc ra cho đấy, mà bị cáo phải biết cho người cho vay người ta yêu cầu thế nào thì bị cáo làm thế. Và cũng như trả tiền thì ông tới yêu cầu bị cáo trả thì bị cáo cũng trả, thì bị cáo trả tiền, bị cáo không tin vào. Phải để cho quên nhanh mấy cái khoản tất cả mấy khoản vay như đấy. Thưa hội đồng xét xử, là khoản vay năm 2013 thì bị cáo cũng trả rồi, khoản vay năm 2014 thì bị cáo cũng trả rồi, là những khoản vay theo hợp đồng. Khoản năm 2016 thì bị cáo cũng trả rồi, còn bị cáo vẫn khất nợ vợ chồng ông tới một khoản vay ký sổ mà bị cáo chưa trả hơn 1 tỷ đồng. Bị cáo không phủ nhận điều đấy, bị cáo vẫn nhận là bị cáo nợ, còn bị cáo xin khất nợ. Có hẹn hò nhau thì trước đó không? Cũng có một vài lần tới hò nhau.
có kiên nhẫn không? Có thì khi khi thanh toán hết thì cáo sẽ giấy tỏ lẻ đi để cho tới thì chỉ nhận một giữ hàng giấy chung đấy. Thế có nghĩa là phải rất nhiều giấy thì có phải thì chỉ có hai giấy hoặc là mỗi một hợp đồng có một giấy. Thưa thưa các bạn, thưa hội đồng xét xử, hợp đồng chỉ có một hợp đồng nhưng mà trả thì có những cái biên điện trả nhỏ lẻ đấy. Bởi vì ông tới nói là ông tới thì bây giờ không sản xuất kinh doanh gì nữa nên là ông tới có những lúc rất cần tiền thì mình cáo phải. Thế khi mà trả thì ông tới biết như thế nào, ngồi đâu biết, biết có cái gì? Thưa hội đồng xét xử, là ở nhà bị cáo đã có sẵn tờ giấy A4 là ở máy tính ấy, để phục vụ cho báo cáo thuế và thư kỷ. Bị cáo không nhớ nguyên văn nhưng mà chỉ biết là anh tới đã nhận tiền, đủ tiền cho ông nguyên vay vào tờ giấy. Không mà đi ngày thẳng đi lên. Vâng ạ. Ông lấy trả lời đi. Dạ, thưa hội đồng xét xử là có một cái chi tiết như này, anh Hải phải xét điều tra coi là cho bị hại biết là vợ chồng ông Quyết không phải là mới đến đây rồi, vì lý do trong hồ sơ của anh Hải là có một cái hợp đồng 500 triệu của nhà nước Quyết. Cái hợp đồng này là được lập mỗi bên chính một bản, thế thì về mặt cơ bản thì hai bản hợp đồng này giống nhau nhưng mà khác nhau ở cái dòng mà Lâm Quyết viết là 500 triệu đồng Việt Nam và hợp đồng nhà Lâm Quyết thì viết là 500 triệu Việt Nam đồng, và cái dấu treo ở bên trên một bên là đóng đè chữ C tức là chữ cộng hòa xong Việt Nam đó, một bên là đóng không đè chữ C. Anh Hải đã cho tôi so sánh hai hợp đồng này và bảo tôi anh phát hiện ra hai hợp đồng nó khác nhau là cái gì. Sau đó tôi bảo anh Hải là nội dung cơ bản là giống nhau, thế nhưng nó khác nhau ở chỗ là bằng 500 triệu Việt Nam và 500 Việt Nam đồng. Hay ngài bảo thế thì rõ ràng hai hợp đồng này của hai người, thế là tức là nhà nó vẫn còn giấy tờ, không phải mất hết. Đấy là một chi tiết để coi cung cấp cho coi là chủ bà nắm được. Bây giờ thì ở hỏi ông ấy nhé. Dạ. Thế ông có tiền để ông cho vợ chồng nhà lớn cướp vay. Dạ. Thế bao nhiêu lại phải vay ngân hàng? Thưa đồng xét xử thế này, lúc bây giờ coi là tôi nói bỏ chưa, tức là trước kia tôi có làm nghề gỗ, nhưng sau đó coi là nhà nước đã thu hồi địa điểm thì tôi có làm nhỏ lại và bán buôn thôi, chứ không có địa điểm nữa. Thế lúc bây giờ thì tôi có vay ngân hàng để làm ăn. Thế thì vợ chồng cũng biết coi là cần tiền, có đề nghị với tôi. Thế thì tôi coi là chuyển số tiền lên cho vợ chồng cũng biết vay. Thế chứ thực tế thì bất là đang ngân hàng phải trả lãi ngân hàng. Dạ vâng, thưa là cái sự tôi trả lãi ngân hàng hơn 2 năm nay. Mà đồng thời là nhà hiện nay của tôi ở cũng có 216 đồng quân là bán đi rồi để trả cả gốc cả lãi ngân hàng. Chẳng có nhà coi là không chết rồi. Tôi giờ đi thuê nhà ở bên Hồ Diệu. Bây giờ thì rõ ràng là một cái công chuyện là về phía là bị cáo thì khẳng định là tại là về phía ông chưa trả, cái nội dung này thì có lẽ rồi thì đây sẽ xem cái phương án ông có đủ cái căn cứ nào để ngoài những cái bằng cái lời nói không có cái căn cứ nào về vật chất để khẳng định điều này chưa thì cả. Thưa đồng xét xử, là căn cứ vào cái số tin nhắn, căn cứ vào cái số hợp đồng tôi đang giữ, thế thì cái số tin nhắn ấy thì nó thể hiện rất rõ ràng 42 tin nhắn của tôi đòi lập đòi xe và gần 40 tin nhắn lâm lẫm coi là khất lập khất xe là vẫn còn trong hồ sơ.